Tập 13. Doanh châu của cha. Con ở đâu? Hàn đại nhân. Hàn đại nhân. Lão gia. Vương hậu, bệ hạ, mau đứng dậy đi. Sao vương hậu lại đau buồn như thế? Bệ hạ, gia phụ bệnh tình nguy cấp, Doanh Châu xin chỉ xuất cung. Chuyện xảy ra khi nào? Bệ hạ, chuyện xảy ra đêm qua. Hôm qua, sao không ai bẩm báo với quả nhân? Xin bệ hạ mau chóng hạ chỉ cho thần thiếp xuất cung, đừng truy cứu những người khác nữa. Được, nằm mau đi đi. Nương nương, chúng ta đi. Sao hôm qua không ai bẩm báo với quả nhân? Nô tài đáng chết. Một lũ vô dụng. Cha. Cha. Cha, 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 nương nương, cha, con gái bất hiếu, lão gia, cha, cha. Cha, lão gia. Hậu sự của Hàn đại nhân ta đã thu xếp ổn thỏa rồi. Đà tạ hầu gia. Trước khi nhắm mắt, người Hàn đại nhân lo lắng nhất chính là nương nương. Ông sợ nương nương ở trong cung phải chịu ấm ức. Nương nương vẫn khỏe chứ? Bệ hạ đối với ta rất tốt. Thế còn những người khác? Đều tốt. Tốt gì chứ? Lúc lão gia cận kề cái chết cũng không cho chúng ta gặp mặt lần cuối. Nương nương là vương hậu, tại sao bọn họ lại ức hiếp nương nương? Im mồm. Trong cung làm gì có ai ức hiếp ta? Sao lại không có? Thái hậu không thích chúng ta đã đành, giờ đến cả tên thái giám tép diêu cũng ức hiếp chúng ta. Tên Minh An chặn chúng ta, không cho vào gặp bệ hạ, cho nên chúng ta không được gặp mặt lão gia lần cuối. Uẩn Nhi, im đi. Tiểu thư, tại sao chúng ta phải vào cung? Vào cung có gì tốt chứ? Thái giám Ninh An, thái giám thân cận hầu hạ thái hậu, chỉ là một thái giám nhỏ. Đừng coi thường tên thái giám này, hắn là người thân cận nhất bên cạnh thái hậu. Quốc trượng qua đời rồi. Khi nào? Đêm qua. Vậy là Doanh Châu không được gặp mặt quốc trượng lần cuối. Đúng vậy. Tại sao không bẩm báo cho quả nhân? Thần phi ngựa về cung bẩm báo. Nhưng tối qua tướng gác thành cho đóng cửa sớm. Tướng gác đóng cửa sớm. Thần nhìn thấy Vương Công Công cũng ở đó lúc đó. Truyền Vương Tận Trung. Bệ hạ, tại sao hôm qua
Tướng Các Thành lại đóng cửa sớm. Là ý chỉ của Thái Hậu bảo Lão Nô cho đóng cửa sớm. Lui đi. Dạ. Quả nhân có lỗi với nàng, Doanh Châu. Quả nhân có lỗi với quốc trưởng. Chính quả nhân khiến cha con nàng không được gặp nhau lần cuối. Mẫu hậu. Bệ hạ giá lâm. Quốc trưởng, quả nhân đến muộn. Quả nhân có lỗi với quốc trưởng. Bệ hạ. Bệ hạ là vua một nước. Bệ hạ làm vậy, gia phụ không dám nhận. Quả nhân có lỗi với nàng. Tối qua quả nhân ở Vĩnh An Cung không hay biết chuyện gì. Cho nên... Bệ hạ đừng tự trách mình. Doanh Châu, đây là số mệnh. Quả nhân phải làm gì để bù đắp cho nàng đây? Bệ hạ không cần bù đắp. Bệ hạ bù đắp càng nhiều thì thần thiếp càng gặp lắm phiền phức. Xin bệ hạ ân chuẩn cho Doanh Châu an táng cho cha xong rồi mới hồi cung. Lúc lâm chung không thể ở bên cha đã là bất hiếu. Xin bệ hạ cho thần thiếp được đưa tiễn cha lần cuối. Đứng dậy đi. Được rồi, nàng cứ yên tâm túc trực bên lăng cữu quốc trưởng. Cần bất cứ điều gì, quả nhân nhất định sẽ làm cho nàng. Tạ ơn bệ hạ. Nếu cần, thần thiếp sẽ nói với bệ hạ. Thái hậu, lần này chắc chắn bệ hạ sẽ không tha cho nô tài. Thái hậu phải đứng ra làm chủ cho nô tài. Ai già chỉ muốn cho Hàn Doanh Châu một bài học. Ai ngờ Hàn An lại chết đúng lúc này. Lần này lớn chuyện rồi. Ai già sợ không bảo vệ được nuôi. Niệm tình nô tài luôn một lòng trung thành với Thái hậu. Xin Thái hậu hãy cứu mạng nô tài. Thế này đi, ngươi lập tức xuất cung, coi như là đi mua son phấn cho ai ra. Đợi sóng gió qua đi, ngươi quay lại. Tạ ơn Thái hậu, tạ ơn Thái hậu. Bệ hạ giá lâm Vĩnh An Cung. Thái hậu, đi theo cửa ngách. Dạ. Ninh An đâu? Lớn tiếng gào thét, còn ra thể thống gì nữa? Chắc mẫu hậu đã biết việc quốc trượng qua đời. Ai già cũng vừa mới biết. Chính là tên cẩu nô tài Ninh An giả truyền thánh chỉ ngăn cản vương hậu, khiến quả nhân không hay biết việc quốc trượng nguy kịch, cho nên vương hậu không được gặp mặt quốc trượng lần cuối. Mẫu hậu vẫn còn bao che cho hắn. Xem con nói kìa, có nghiêm trọng vậy không? Rốt cuộc vương hậu đã làm sai điều gì? Tại sao đến việc gặp mặt quốc trượng lần cuối mẫu hậu cũng làm khó? Đặt mình ở tình huống đó, nếu có một ngày sức khỏe mẫu hậu không tốt, như thần muốn đến thăm nhưng bị người khác ngăn cản, thì trong lòng mẫu hậu có cảm tưởng gì? Con... Mẫu hậu, từ nhỏ như thần luôn tôn trọng mẫu hậu, luôn tự hào về mẫu hậu. Nhưng lần này mẫu hậu khiến như thần rất thất vọng.
Nào. Ăn thức ăn đi. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Hầu ra, tên cẩu nô tài Ninh An kìa. Tránh ra. Mời ngài xem. Đồ tốt đấy. Công công thật tinh tường. Đây là son phấn của Giang Nam đấy. Sao ngươi nhận ra ta là công công? Được rồi, lấy hết. Tạ ơn công công. Tổng cộng 150 quan tiền. Tiền? Tiền gì? Ngươi tự ý bày sạp ở đây, đã nộp thuế chưa? Ta là có ý tốt muốn giúp ngươi. Đưa xe hàng này xung công, chuyển về cung để Thái hậu dùng. Đó là ân sủng dành cho ngươi. Ngươi còn dám đòi tiền ta? Chuyện này không đùa được đâu công công. Cả nhà mấy miệng ăn trông cậy vào cái sạp này. Ai đùa với ngươi? Người đâu? Có, mang hết đi. Dạ. Công công khai ân. Toàn bộ tài sản nhà tôi dồn vào sạp hàng này. Công công mà mang đi thì cả nhà tôi chết đói mất. Khốn kiếp. Đổ đưa về cung để Thái hậu dùng, ngươi cũng dám ngăn cản. Ngươi có tin giờ ta gọi phủ đô úy đến bắt ngươi, trị tội ngỗ ngược của ngươi không? Tôi xin công công, hãy cho tôi con đường sống. Tránh ra. Người đâu? Mang hết đi. Không ai được mang đi. Đánh hắn cho ta. Thật là vô lý. Lăng Phong. Lăng Phong. Tất cả dừng tay. Giữa thành thiên bạch nhật, dưới chân thiên tử, các ngươi vẫn dám hành hung đánh người. Tôi tưởng là ai, thì ra là Lăng công tử. Tôi ra ngoài làm việc cho Thái hậu, công tử đừng xen vào, nếu không sẽ phải cạp đất mà đi đấy. Ta cũng thích xen vào chuyện người khác, có phải cũng cạp đất mà đi không? Hầu gia, nô tài to gan. Thái hậu sai ngươi đi làm việc, ngươi mượn danh nghĩa Thái hậu ức hiếp dân thường, cướp bóc trắng trợn. Ngươi bôi cho chát chấu vào mặt Thái hậu. Hôm nay nếu ta không thay Thái hậu dạy cho ngươi một bài học, thì thật uổng danh là con cháu trong vương tộc Đại Vệ. Hầu gia, tôi ra ngoài mua đồ cho Thái hậu, nhưng mà hắn... Thái hậu bảo ngươi mua đồ không trả tiền sao? Tôi... Còn không mau quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Tiền cẩu nô tài, hôm nay ta thay mặt Thái hậu dạy cho ngươi một bài học. Vả miệng. Hầu gia, nô tài là thái giám thân cận bên cạnh Thái hậu, ngài không thể... Ta không thể dễ dàng tha cho ngươi. Đánh hắn cho ta. Hầu gia, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Xin hầu gia tha mạng. Qua đây. Xin lỗi chủ sạp hàng đi. Qua đây. Quỳ xuống. Huynh đài, tôi biết lỗi rồi. Xin tha lỗi cho tôi. Hầu gia, tôi... Không còn việc gì nữa, ngươi đi đi. Đa tạ hầu gia. Ninh An, hôm nay nếu không phải nể mặt Thái hậu và bệ hạ, ta quyết không tha cho ngươi. Lần sau còn để ta nhìn thấy ngươi ức hiếp người dân, ta sẽ khiến đầu ngươi lìa khỏi cổ. Cút. Hầu gia, nô tài biết lỗi rồi. Là tạ hầu gia. Hay lắm, đánh hay lắm. Thái hậu, thế này đâu phải vả vào mặt nô tài, rõ ràng là vả vào mặt Thái hậu. Thái hậu, Vĩnh Gia Hầu nói, chính vì nô tài là người của Thái hậu, nên hắn mới thưởng thêm nô tài vài cái bạt tai. Thái hậu phải đứng ra làm chủ cho nô tài. Phản rồi.
Trọng Hảo to gan, dám đánh người của Ai Gia giữa phố. Rõ ràng là không coi Ai Gia ra gì. Vĩnh Gia Hầu đúng là không coi Thái Hậu ra gì. Người đâu? Truyền chỉ. Ý chỉ của Thái Hậu. Vĩnh Gia Hầu Trọng Hảo coi thường bề trên, đánh cận vệ ngay giữa phố, bất hiếu với Thái Hậu, tội không thể tha. Niệm tình là vương tộc đại vệ, không truy cứu sâu. Phạt Vĩnh Gia Hầu Trọng Hào đóng cửa suy ngẫm về lỗi lầm của mình. Cắt bổng lộc một năm, Trọng Hào tiếp chỉ. Thần tiếp chỉ. Tạ ơn Thái Hậu. Hầu ra, dùng hoa quả đi. Mang đi. Đưa ta. Vâng. Chẳng không nên vì tức giận nhất thời mà động đến tên Ninh An. Ta đường đường là Vĩnh Gia Hầu mà không thể trừng trị một tên nô tài sao? Nhiều lúc trong mắt họ, chàng còn không bằng một tên nô tài. Nàng nói gì? Chàng không biết nịnh nọt, bợ đỡ, càng không biết ton hót, a dua. Hơn nữa, chàng lại là mối đe dọa lớn nhất đối với vương vị. Chàng nghĩ trong mắt Thái Hậu, chàng hơn tên Ninh An rất biết nghe lời sao? Nàng nói đúng. Trong mắt bọn họ, ta còn không bằng một tên nô tài. Cho nên giờ chàng phải nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi thời cơ chín muồi. Khi chàng trở thành bá chủ thiên hạ, những người khác sẽ đều là nô tài của chàng. Nàng nói đúng. Nương nương, ngày mai an táng cho lão gia. Nương nương đi nghỉ sớm đi. Sao em lại thở dài? Nương nương, em nghe Lăng Phong nói Hầu gia bị Thái Hậu trách phạt. Tại sao? Vì Hầu gia đã trừng trị Ninh An. Ninh An đến trước mặt Thái Hậu, đâm bị thóc, chọc bị gạo. Thái Hậu không hỏi rõ trắng đen, liền hạ chỉ trách phạt Hầu gia. Nương nương, Hầu gia vì muốn chút giận cho nương nương nên mới cho tên Ninh An một bài học. Mấy người không nên nói với Hầu gia. Nếu thế, Hầu gia đã không bị Thái Hậu trách phạt. Có chuyện này em nghĩ mãi mà không hiểu. Chuyện gì? Em thấy Hầu gia tốt như vậy, tại sao nương nương không thích Hầu gia? Cái này ta cũng không nói rõ được. Tóm lại, người ta thích là bá kiến. Hôm nay là lễ mai táng quốc trượng đúng không? Vâng, chuẩn bị xe.
quả nhân muốn đích thân đến tế lễ quốc triệu. Tuân chỉ. Bệ hạ, thần có việc gấp cần bẩm báo. Đại tư đồ, có chuyện gì để hôm khác nói. Quả nhân phải đi tế lễ triệu đại nhân. Bệ hạ, việc này vô cùng khẩn cấp, nhất định phải do bệ hạ phán xét. Việc gì? Tướng trấn thủ Mỹ Nhân Quan là Hồ Phong báo về đoàn sứ giả của Bạch Địch đã đến Mỹ Nhân Quan. Họ nói bệ hạ đã đồng ý để bọn họ vào kinh để bàn về việc họp sợ thông thương. Thần muốn hỏi bệ hạ việc này phải xử lý thế nào. Bệ hạ, đoàn sứ giả Bạch Địch đến kinh thành, đây là việc quốc gia đại sự, chúng ta phải chuẩn bị tiếp đón chu đáo, vừa là không hủy hoại uy nghi của đại vệ, vừa là để đề phòng bọn họ gây chuyện. Vì thế chuyện này cần bệ hạ định đoạt. Việc này hai vị bàn bạc quyết định là được. Bệ hạ, dùng nghi thức tiếp đón, quy cách lễ nghĩa gì, chúng thần không dám tự quyết, mong bệ hạ định đoạt. Thái phó, khanh đến nói với vương hậu, quả nhân phải nghị bản quốc sự với chúng thần, cho nên không thể đến tham dự tang lễ của quốc trưởng. Tuân chỉ. Nương nương đứng dậy đi. Hàn đại nhân yên tâm. Việc ngài ủy thác, ta nhất định sẽ làm được. Hầu gia, thái phó, nương nương, bệ hạ bận việc quốc sự, e là không thể đến bái tế Hàn đại nhân. Vì thế cử tiền hiền đến thắp hương, mong nương nương thông cảm. Ta hiểu, việc quốc sự là quan trọng. Xin nương nương hãy bớt đau buồn. Thái hậu coi nương nương như cái gai trong mắt. Cuộc sống của nương nương trong cung chắc không dễ chịu gì. Cứ dần dần, trái tim con người đều bằng xương bằng thịt. Chỉ cần ta đối đáp thật lòng, rồi dần dần thái hậu sẽ chấp nhận ta. Mong là như vậy. Sau này nương nương có việc gì cứ đến tìm ta. Chỉ cần là việc của nương nương, dù có phải vào nơi nước sôi lửa bỏng, ta cũng không từ. Hầu gia hãy yêu thương,
trân trọng Tử Yên. Cha. Cha. Doanh Châu. Bệ hạ. Doanh Châu. Quả nhân đang định xuất cung thì gặp đại tư đồ Lăng Triển, nói là đoàn sứ giả Bạch Địch sắp đến kinh thành. Quả nhân bận bàn việc tiếp đón đoàn sứ giả nên không thể đến tế lễ quốc trượng, mong nàng đừng trách quả nhân. Bệ hạ có tấm lòng như vậy là thần thiếp cảm kích lắm rồi. Mọi việc thuận lợi chứ? Quốc trượng ra đi có thanh thản không? Mọi việc đều do Vĩnh Gia Hầu một tay lo liệu. Gia phụ ra đi rất thành thơi. Có Trọng Hào lo liệu thì quả nhân yên tâm rồi. Mà lâu rồi không thấy Trọng Hào vào cung, có phải đệ ấy vẫn giận quả nhân không? Không đâu bệ hạ, Vĩnh Gia Hầu cũng có nỗi niềm khó nói. Nỗi niềm khó nói gì? Trọng Hào không cho thần thiếp nói, bệ hạ đừng hỏi nữa. Được rồi, quả nhân không hỏi nữa. Sắc mặt nàng không tốt lắm, quả nhân đưa nàng ra ngự hoa viên đi dạo. Bệ hạ, thần thiếp đang chịu tang, nếu gặp mẫu hậu trong ngự hoa viên thì không được tốt lành. Lúc nào nàng cũng nghĩ cho người khác, khi nào thì nàng mới suy nghĩ cho bản thân mình. Thần thiếp có bệ hạ lo lắng cho là đủ rồi. Chuyện lần này quả nhân có lỗi với nàng, sau này quả nhân sẽ yêu thương nàng hơn, được không? Tiến pháp của Lăng hộ vệ thật lợi hại, bệ hạ mới thật sự là thần tiễn. Sao mấy hôm nay không thấy Vĩnh Gia Hầu vào cung thỉnh an? Việc này qua bên này nói chuyện. Tên lằng phòng đáng ghét, dám tách ta ra. Lăng hộ vệ, giờ nói được rồi chứ? Bệ hạ, hầu gia bị Thái hậu trách phạt, đang đóng cửa suy ngẫm. Sao mẫu hậu lại trách phạt Trọng Hào? Vì tên Ninh An. Ninh An, nói rõ xem nào. Hôm đó, Ninh An cậy được bệ hạ và Thái hậu ân sủng, ra ngoài tắc oai tắc quái, ức hiếp dân thường. Hầu gia vì để bảo vệ uy nghiêm của bệ hạ và vương thất đại vị đã ra tay trừng trị Ninh An. Ninh An không phục, đến chỗ Thái hậu đâm bị tóc, chọc bị gạo. Thái hậu không điều tra rõ, đã hạ chỉ trách phạt hầu gia. Chắc không phải vì nguyên nhân này chứ? Hầu gia cũng là muốn chút giận thay vương hậu. Liên quan gì đến vương hậu? Tên Ninh An biết Thái hậu không thích vương hậu, luôn tìm cách chọc máy, gây xích mích, ly gián, giở trò hãm hại vương hậu. Vĩnh Gia Hầu nhìn không thuận mắt, mới nhân cơ hội này trừng phạt hắn. Khanh nói Ninh An hãm hại vương hậu, có chứng cứ không? Nếu bệ hạ không tin, có thể gọi Uẩn Nhi đến đối chất. Lăng hộ vệ, thì bắn tên với trẫm tiếp nào. Dạ.
Những gì ngươi nói đều là thật chứ? Bệ hạ, nô tỳ không dám nói dối bệ hạ. Hôm đó Ninh Nương bị phạt quỳ ngoài Vĩnh An cung, chính Ninh An đã mang chiếc chăn bông ra. Còn nữa, lão gia nguy kịch. Trong một đêm, Nương Nương 7 lần đến cung Vĩnh An xin chỉ, lần nào cũng tha thiết khẩn cầu Ninh An, nhờ hắn chuyển lời cho bệ hạ. Nhưng cho dù cầu xin thế nào, hắn cũng để ngoài tai, lại còn có thái độ bất kính với Nương Nương. Nương Nương có tấm lòng bao dung, nên trước giờ không để bụng Ninh An. Quả nhiên đúng là vậy. Tên cẩu nô tài Ninh An, quả nhiên sẽ trừng phạt ngươi thích đáng. Tham kiến mẫu hậu, không biết mẫu hậu truyền nhi thần đến có ý chỉ gì? Bệ hạ vẫn đang giận mẫu hậu à? Nhi thần không dám. Bá kiến, qua đây. Sắp đến Trung Thu rồi. Theo quy định, đến Tết Trung Thu, Thái hậu sẽ ban tặng Nương Nương các cung đồ trang sức để tăng thêm không khí vui vẻ. Vì thế mấy hôm nay ai ra lệnh cho Ninh An xuất cung đi mua. Bệ hạ xem, toàn là thượng phẩm. Ninh An quả là biết làm việc. Nhi thần xem nào. Quả nhiên rất đẹp. Nào, bệ hạ xem. Vòng cổ phỉ thúy, khuyên tai, cả vòng ngọc nữa, ai ra cố ý chọn ra để thưởng cho vương hậu của con đấy. Thưởng cho vương hậu. Dù gì đó cũng là người con thích, ai ra phản đối cũng chẳng ích gì. Mấy hôm trước quốc trượng qua đời, ai ra cũng không đến chia buồn được. Vì thế muốn nhân dịp Trung Thu để hòa giải mối quan hệ giữa ai ra và vương. Được mẫu hậu ban thưởng thế này, cô ấy nhất định sẽ rất vui. Vậy thì tốt, mau sai người đưa qua đó đi. Vâng. Ninh An, có nô tài. Người đích thân đem những món đồ trang sức thái hậu chọn qua cho vương hậu. Tuân chỉ. Cảm ơn mẫu hậu. Các ngươi phải cẩn thận đấy. Dạ. Đưa ai ra xem. Chỗ này phải lau thật nhẹ nhàng. Dạ. Tôi biết rồi, cô về đi. Ninh An công công, sao công công lại đích thân tới thế này? Đưa cho tôi, để tôi đi mời vương hậu. Nương nương, thái hậu ban thưởng. Vương hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Công công miễn lễ. Vừa nghe Uẩn Nhi bẩm báo, mẫu hậu ban thưởng cho bản cung. Vâng, dịp Tết Trung Thu hàng năm, thái hậu đều ban thưởng cho nương nương các cung. Những món này là đích thân thái hậu chọn cho nương nương. Nương nương, Ninh An công công, phiền công công về bẩm báo. Bản cung tạ ơn thái hậu ban thưởng. Vương hậu thích là tốt rồi. Vậy xin cáo lui. Tên cẩu nô tài này ngày càng vô lễ, đến chữ nô tài cũng không biết nói. Được rồi mà. Lạ thật.
mẫu hậu lại ban thưởng cho ta. Thật hiếm có. Theo em là Thái hậu thấy áy náy. Quần Nhi, sau này không được ăn nói linh tinh. Thì đúng là thế mà. Nô tài thỉnh an bệ hạ. Ninh An, gần đây người hầu hạ Thái hậu vất vả lắm phải không? Nô tài hầu hạ Thái hậu làm việc nên làm, đâu dám nói vất vả. Nói hay lắm, Ninh An. Đây là vòng phỉ thúy hôm qua Thái hậu thưởng cho Vương hậu. Vương hậu nhờ quả nhân tặng lại cho ngươi. Bệ hạ, nô tài có tài đức gì mà được nhận thưởng chứ? Cầm lấy đi. Tạ ơn bệ hạ. Ngươi là thái giám thân cận của Thái hậu. Sau này trước mặt Thái hậu, hãy nói tốt cho Vương hậu. Hiểu chưa? Nô tài hiểu rồi. Đừng phụ ý tốt của quả nhân và Vương hậu. Dạ. Ngay cả bệ hạ, làm việc gì cũng phải tặng quà. Thời buổi này không tặng quà thì không được việc. Ba món ạ. Mẫu hậu, nhưng thần thiếp chỉ nhận được hai món. Nói láo. Rõ ràng ai ra tặng con ba món trang sức, là vòng cổ, khuyên tai và một chiếc vòng tay. Đó là cùng một bộ. Hôm đó bệ hạ cũng nhìn thấy. Tại sao đến tay con lại chỉ còn hai món? Mẫu hậu, thần thiếp không dám nói dối. Thật sự chỉ có hai món là chiếc vòng cổ và đôi khuyên tai. Thế còn chiếc vòng tay? Chiếc vòng phỉ thúy đâu mất rồi? Thái hậu, xin cho nô tài được nói. Chiếc vòng phỉ thúy ở trong tay nô tài. Nhưng đó là bệ hạ và nương nương thưởng cho nô tài. Ninh An công công, bản cung thưởng đồ cho ngươi khi nào? Lúc ngươi giao cho bản cung chỉ có hai món đồ trang sức. Không không, có trời đất chứng giám. Lúc nô tài mang đến có ba món đồ. Chính nương nương đã thưởng cho nô tài. Làm gì có. Quẩn Nhi, rốt cuộc là có mấy món? Bẩm nương nương, hôm đó Ninh An công công mang đến đúng là chỉ có hai món đồ trang sức. Không sai được. Cô ấy nói dối. Rõ ràng nô tài mang đến ba món. Lúc trở về gặp bệ hạ, bệ hạ nói là nương nương thưởng cho nô tài. Thái hậu minh giám, xin bệ hạ làm chứng cho nô tài. Bệ hạ, Ninh An nói là Vương hậu nhờ bệ hạ thưởng chiếc vòng tay cho hắn. Có chuyện này không? Tuyệt đối không có. Bệ hạ, nô tài to gan. Đồ ai ra thưởng cho Vương hậu mà ngươi dám lấy? Thái hậu, nô tài bị oan. Loại nô tài gian xảo tham lam như ngươi, giữ lại có ích gì chứ? Thái hậu tha mạng. Bệ hạ tha mạng. Tên nô tài to gan, cậy được Thái hậu sủng ái, dám tham ô đút túi riêng, lừa gạt cưỡng đoạt. Ngay cả đồ trang sức Thái hậu thưởng cho vợ cũng dám lấy. Hôm nay quả nhân không trừng trị ngươi thì chẳng phải sẽ bị người trong cung chê cười sao? Người đâu? Bệ hạ, mẫu hậu, hôm nay là Tết Trung Thu, là ngày vui, không nên sát hại. Xin bệ hạ xử nhẹ cho Ninh An công công. Tạ ơn Vương hậu, tạ ơn Vương hậu. Vương hậu đã cầu xin cho ngươi, hôm nay miễn cho ngươi tội chết. Lôi ra ngoài đánh 30 trượng thật đau, đẩy đến bãi đá đi làm khổ công. Người đâu? Có, lôi đi. Dạ.
Được rồi, đừng vì tên cẩu nô tài đó mà làm mất nhã hứng của mọi người. Nào, chúng ta uống rượu thưởng nguyệt. Vương hậu, thì ra là hiểu lầm. Về ai ra sẽ tặng con một chiếc vòng tay khác. Đà tạ mẫu hậu. Phải bẩm bệ hạ, Vĩnh Gia Hầu đến. Mau cho vào. Dạ. Thần khấu kiến bệ hạ. Đệ vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đứng dậy đi. Không biết bệ hạ triệu kiến vi thần có gì sai bảo. Vương đệ, không có gì sai bảo cả. Lâu rồi vương đệ không vào cung, có phải vẫn còn trách quả nhân? Bệ hạ là quân vương, lại là huynh trưởng, thần có tư cách gì mà trách bệ hạ? Đệ định sau này nói chuyện với quả nhân đều bằng giọng điệu đó sao? Vì thần nên nói với bệ hạ bằng giọng điệu gì?